Kiên Channel. Xin chào các bạn, nay lại có đồ chơi mới đây. Các bạn thấy nhiều trái cây chưa? Nhiều loại trái cây lắm. Rồi có trái màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu vàng. Có con dao nữa kìa, rồi có cái thớt nữa. Có trái gì màu đỏ nữa kìa ta. Nhiều quá à. Trái màu cam nữa. Trái màu xanh nữa. Thôi mình sẽ học từ từ nha. Mình sẽ cắt vừa học. Đây là cái thớt màu hồng. Mình sẽ dùng cái dao màu xanh và màu cam này để cắt nha. Các bạn biết cái này cái gì không? Cái này là trái bầu á, trái bầu để nấu canh. Mình cắt ra đây. Cứng quá. Cắt ra. Cắt cái bầu để nấu canh. Còn cái này các bạn biết là cái gì không? Trái cà chua đó. Trái cà chua nó chua chua. Còn trái này các bạn biết là cái gì không? Cái này là rau cải đó. Còn cái này, đây là trái bắp. Cắt ra để luộc ăn. Trái màu tím tím là gì mấy bạn biết không? Đây là chùm nho. Cắt ra. Còn trái này hay lắm nè. Trái này là quả đào tiên. Có cái hạt màu đen đó. Thôi cái dao này cùn rồi, mình cắt nhiều rồi. Bây giờ mình đổi qua dao khác nha. Với lại cái thớt màu vàng, mình sẽ cắt thiệt là bén luôn. Trái này là trái dưa hấu nè. Ăn mát lắm á. Ngon quá. Còn trái này là trái quýt. Còn trái này các bạn biết không? Trái táo đó. Trái táo này ăn bổ lắm á. Cắt ra. Còn cái này mấy bạn biết không? Đây là bông cải xanh. Bông cải này nấu canh ăn mềm ngon lắm nè. Mà mình ăn thông minh lắm. Đúng mấy bạn, cái này trái gì? Trái dâu. Đúng mấy bạn, cái này trái gì? Trái chanh. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Còn cái này chắc mấy bạn không biết đâu, tại vì mẹ mới chỉ cho Na đó. Cái này là trái ớt chuông. Trái ớt nhưng mà nó không có cay đâu, ăn rất là bổ. Ý, trái này mới ghê nè. Trái này dữ lắm á, ăn vô cay lắm. Đó là trái ớt đỏ. Còn cái này hả? Cái này là củ tỏi. Củ tỏi để mình nấu á, ăn vô là mình không có bị cảm đâu. Còn đây là cái bếp nè. Cái bếp có đồ bật nhiệt độ lên nữa. Rồi mình đặt cái chảo lên, mình nấu luôn. Cái chảo này màu cam nè các bạn. Vậy là xong, mình đã cắt hết một đống trái cây này luôn. Cắt mỏi tay luôn á, bằng hai con dao, hai cái thớt luôn. Nhiều chưa? Nguyên cái đống rau này mình đem vô mình nấu canh là mình ăn no luôn á. Nhiều quá à. Trái cây nữa, màu tím, màu cam, màu vàng. Nhiều quá à. Thích quá. Các bạn hãy mua đồ này gì mình cắt ra mình chơi nha. Trò chơi này chơi vui lắm á. Na rất là thích trò chơi này luôn. Thôi bye bye các bạn nha. Lễ hội hóa trang là ai cũng hóa trang hết, ai cũng làm đẹp hết, ai cũng đeo mặt nạ hết. Rồi bây giờ Lara hãy đoán đi, có biết bạn nào không? Trời ơi, sao ai cũng đeo mặt nạ hết, khó tìm ra quá à. Bạn nào đây ta?